Chào bà con, ngày hôm nay bữa tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đang chờ mọi người xung họp đó, bắt đầu ăn uống nha bà con. Thì ngày hôm nay có tổ chức đón hai cục cưng của bà ngoại về đó. Thì anh chị em ở trong nhà cũng tổ chức một bữa tiệc ra mặt để cùng vui với bà con cũng như bà ngoại trong suốt thời gian vừa rồi chờ đợi hai cục cưng của bà về. Thì món ăn ngày nay thì cái món đầu tiên trước mặt mình á là món dồi chó, rồi món tim gà, rồi củ kiệu, rồi cà rốt, rồi món này hình như là heo rừng á, heo rừng, nhưng mà bây giờ người ta nuôi ở nhà đó, cái giống của heo rừng, nhưng mà người ta nuôi ở nhà thì ra cái thịt nó trắng và rất là mềm mà con. Còn món này á, là món gà này thì ở nơi nào cũng biết rồi ha, thì thơm ngon hay không thì ăn thua cái gà mà người ta nuôi công nghiệp hay nuôi gà ở nhà. Rồi món này, món bò hay gì em không biết nữa. Rồi món chân giò heo. Rồi giò thủ này kia, rồi bún mắm. Nói chung tất cả mọi người đều đãi rất là thịnh soạn ở nơi đây. Thì cái món này thì ở hải ngoại không có rồi, nhất là món dồi chó đó bà con. Cái món đó thì rất là hiếm ở hải ngoại, tại nói chung là không có chứ không phải là hiếm nữa. Một số người Việt sang bên hải ngoại họ thèm thịt chó quá, họ hạ một vài con, nhưng mà hàng xóm mà biết nó tố cái có nước đi tù thôi. Tại ở Tây Phương người ta rất quý chó mèo. Rồi bây giờ đang cho bà tập đi nè. Dạ. Hôm nay bà đón hai cục cưng của bà về thăm bà, thì cái niềm vui bà không có diễn tả nổi, giống như khi đón hai đứa con gái út của bà về thăm. Thì có lẽ bà cảm thấy mãn nguyện khi bà có hai cục cưng của bà về thăm. Rồi còn hai cục cưng nữa thì cũng đang chuẩn bị đi về. Được. Thì tay của bà ngày hôm nay không có nắm chặt giống ngày hôm qua. Đây là chắc cái quả gậu nhỏ cậu cậu. Dạ. Cậu có đưa đôi này, cái này của ai? Của em đưa cho tôi thấy này. Tại vì đi đây đấy, có đi này à? Dạ. Cái nhỏ này. Muốn xe lớn hơn nào? Châu. Châu. Có đi gì? Cái hãng mà nói là mãi. Bà nói ai đây hay sao?
Ở đây đây hôm nay có thêm hai thông dịch viên nữa nha bà con. Vâng, đau bụng à, ăn thịt chó đau bụng. Em hả, ăn có thịt chó không? Bà không, à, tôi ăn đau bụng. Ăn thịt chó đau bụng à? Bà uống nước yến nhá. Mà vào mò là mẹ gõ à. Rồi bữa tiệc ngày nay đã bắt đầu rồi nha. Đây đây. Mời mẹ đây. Ai chúng con mời mẹ nha. À, hiện tại bây giờ kéo hai cái bàn lại gần nhau để cùng ăn cho nó vui. Ngồi sát sát với nhau để bày tỏ cái niềm vui sum họp ngày hôm nay. Cứ ngồi đi. Mình đi quay lên cái chút nữa. Ok, tạm thời mình ngưng máy nha bà con. Ngưng máy để mình tả lên cho bà con thấy được cái niềm vui đoàn tụ ngày hôm nay nha bà con. Rồi bye nha.